Phát biểu với báo giới ngày 22 tháng 11, người phát ngôn Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden dự định tái tranh cử vào năm 2024. Người phát ngôn Nhà Trắng đưa ra thông báo trên khi đang trên chuyên cơ không lực một nhân dịp ông Biden bay tới Fort Bragg, bang North Carolina, tham dự một sự kiện với các binh sĩ Mỹ nhân dịp lễ tạ ơn. Tỷ lệ ủng hộ ông Biden đã giảm mạnh trong những tháng gần đây, khiến một số đảng viên đảng Dân Chủ đặt câu hỏi về khả năng Tổng thống Mỹ sẽ ra tranh cử nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Trước đó, hôm 19 tháng 11, ông Biden, năm nay 79 tuổi, đã có cuộc kiểm tra sức khỏe tổng thể đầu tiên kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm. Các bác sĩ kết luận ông vẫn đủ sức khỏe để đảm nhiệm chức vụ. Triển vọng chính trị của Tổng thống Mỹ cũng trở nên sáng sủa hơn trong tuần trước, sau khi Quốc hội thông qua một kế hoạch cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la. Một dự luật khác trị giá gần 2.000 tỷ đô la về an sinh xã hội và chống biến đổi khí hậu vẫn đang được bàn thảo.